Kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Hôm nay Phương Quỳnh trở lại với một món chay nữa. Một món chay này rất là ngon quý vị, đó là món nui chay. Mà Phương Quỳnh sẽ xào cái món nui này theo kiểu Mỹ một chút xíu. Và quý vị có thể xài cái món nui này đem giống như mình đem đi làm đó. Thì hôm nay Phương Quỳnh xin hướng dẫn quý khán thính giả. Mình chỉ cần tốn từ 20 đến 30 phút thôi là mình có thể có một món nui rồi. Và đặc biệt là Phương Quỳnh bật mí cho quý vị biết là mỗi một tuần Phương Quỳnh ở nhà có chuẩn bị cái món này, tức là Phương Quỳnh gọi là cái meal prep đó quý vị, là Phương Quỳnh nấu rất là nhiều rồi Phương Quỳnh cứ để trong từng cái hộp, mỗi một ngày Phương Quỳnh đem đi làm ăn trưa, rất là tiện lợi và rất là có ích cho sức khỏe. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Với cái món nui chay này thì mình chỉ cần những cái giống như là rau củ hoặc là nấm thôi. Thì ở đây Phương Quỳnh có hai cái gọi là nấm, ớt chuông Đà Lạt, bell pepper. Thì mình có một cái màu xanh với một cái màu đỏ. Để ý là cái bell pepper là nó có rất là nhiều màu, quý vị chọn màu nào cũng được. Nhưng mà theo sở thích của Phương Quỳnh là Phương Quỳnh thích cái màu xanh với cái màu đỏ. Là tại vì cái màu xanh này Phương Quỳnh ăn vô thấy nó giòn hơn cái màu đỏ. Thì quý vị mua về rửa sạch, cắt bỏ hộp, rồi mình cứ cắt ra những cái miếng dài dài như vậy nè quý vị. Rồi ở đây Phương Quỳnh có nấm. Thì Phương Quỳnh không có biết cái nấm này nó gọi là cái nấm gì. Thì Phương Quỳnh thấy nó to to ở ngoài chợ thì mình mua về, mình cũng rửa sạch. Rồi cái nấm thì mình sẽ cắt những cái miếng vừa ăn như vậy. Một cái loại nấm nữa mà Phương Quỳnh rất là thích bỏ vô nuôi để xào chung, nó gọi là King Oyster Mushroom. Thì cái nấm này nó có cái vị dai dai. Thì thay vì mình ăn chay á, thì mình không ăn thịt được, thì quý vị có thể thay cái này, nó ăn cái vị nó dai dai giống như là thịt vậy quý vị. Thì Phương Quỳnh cũng mua về rửa sạch, rồi mình cắt lấy cái phần màu trắng thôi. Cái phần ở trên này thường Phương Quỳnh không có xài, là tại vì khi mà quý vị xào nó hay bị tơi ra, nó không có ngon. Thì Phương Quỳnh chỉ lấy từ cái khúc cái thân nấm cái màu trắng này thôi quý vị. Rồi mình cũng cắt những cái miếng vừa ăn như vậy. Thì cái nguyên vật liệu chính của Phương Quỳnh là chỉ có nấm với lại bell pepper với lại hành tây. Thì hành tây này là Phương Quỳnh xài nửa củ hành tây. Mình sẽ cắt ra, mình sẽ cắt từng lát mỏng như vậy. Thì cái lúc mà mình xào lên á, thì nó sẽ ra từng cái sợi như vậy nha quý vị. Quý vị nào muốn xài thêm giống như là mình bỏ thêm spinach hay này nọ thì mình có thể bỏ vô thêm. Nhưng mà theo sở thích của Phương Quỳnh là Phương Quỳnh nghĩ như vậy là đủ rồi. Mà khi mà mình hâm lên nó cũng sẽ không bị quá nhũn. Rồi nếu mà quý vị ăn chay nào mà đúng thật sự là ăn chay trong chùa thì quý vị biết là mình không có thể xài tỏi hoặc là xài hành được. Tại vì thường là người ta cử tỏi với hành. Thì Phương Quỳnh ở đây là có cái tỏi tây đó quý vị. Là mình cắt nhỏ nhỏ ra như vậy là mình có thể thay thế cho tỏi được. Mà khi mà Phương Quỳnh xào cái này đó, bây giờ là Phương Quỳnh toàn xài cái tỏi tây này thôi. Chứ Phương Quỳnh không có xài cái tỏi thường nữa, là tại vì Phương Quỳnh xào thử mấy lần rồi với đồ mặn hoặc với đồ chay á, là cái mùi vị nó sẽ thơm hơn cái tỏi thường luôn. Mà mình ăn vô cái miệng của mình nó không có bị hôi cái mùi tỏi sau khi mình ăn. Cho nên là cái tỏi này là khi mà Phương Quỳnh mà xào với tôm mà làm với đồ mặn là Phương Quỳnh cũng chỉ xài cái tỏi tây này thôi. Rồi ở đây là Phương Quỳnh có một cái hộp mình gọi là roasted tomato, tức là cà chua mà nó hơi nướng lên rồi đó, thì mình có thể bỏ thêm vô cái sauce. Thì thường đó là Phương Quỳnh xài cái này, hoặc là bữa nào mà mình không có muốn cái nui của mình nó hơi ướt á, mình muốn cái mình xào cái nui khô hơn á, thì quý vị mua cái nó gọi là sun dry tomato quý vị, là cái tomato, cái cà chua nó khô rồi á, thì cái đó cái vị nó hơi chua hơn, thì nó sẽ giúp cho cái nui mình nó khô hơn. Thì quý vị đổi một bữa thì mình ăn cái cà chua này, một bữa mình ăn cái cà chua khác. Phương Quỳnh mua cái loại này thay vì cái loại làm pasta, là tại vì cái loại nó làm pasta nó hơi chua mà nó hơi nhiều nước, thì Phương Quỳnh thích cái loại này hơn. Thì mình tùy sở thích của mình, mình muốn bỏ cà chua tươi cũng được. Quý vị nào không thích giống như mà nó nướng như vậy, mình tự nướng cà chua ở nhà rồi mình tự cắt vô nếu mà quý vị có nhiều thời gian. Rồi Phương Quỳnh có ở đây một chén dầu ăn, tí nữa Phương Quỳnh sẽ bỏ vô để xào cho quý vị coi. Rồi gia vị nêm nếm á, là theo như Phương Quỳnh thấy á, là khi mà mình xào đồ mình bỏ thêm một chút nước tương vô á, là nó sẽ đậm đà hơn. Mà quý vị đừng có sợ là nước tương nó có mùi. Phương Quỳnh thử bao nhiêu lần rồi là xào lên á, là nước tương nó không có mùi. Tại vì quý vị nào ăn biết là cái ớt chuông Đà Lạt, cái bell pepper là cái mùi nó hơi nồng rồi á. Cho nên là quý vị đừng sợ xài nước tương nêm vô đồ ăn. Tại vì Phương Quỳnh xài thấy cái này á, nó ngon hơn là mình bỏ muối. Nhưng mà bên cạnh đó thì Phương Quỳnh cũng có một ít muối để mình nêm vô thêm nếu mà cái nước tương nó hơi lạc. Rồi ở đây là Phương Quỳnh có nui ha.
quý vị mua nuôi thì quý vị mua loại nuôi nào cũng được. Quý vị không thích ăn nuôi, quý vị có thể thay thế bằng pasta, những cái cọng mì Ý dài dài cũng được. Thì mình cứ theo cái sự hướng dẫn ở sau của cái hộp đó. Nhưng mà theo như Phương Quỳnh luộc nuôi hoặc là luộc pasta đó, thì trước khi mà quý vị cho nước vào nồi, nước lạnh cho vào nồi, quý vị cho Phương Quỳnh một muỗng dầu ăn với lại một muỗng muối, xong rồi mình hăn bỏ nuôi này vô luộc. Cái lý do mình bỏ dầu ăn á là tại vì khi mà quý vị luộc xong rồi thì cái nuôi của mình hoặc là cái cọng mì Ý nó sẽ tơi ra, nó sẽ không bị đóng cục vào với nhau, mà mình cũng không muốn nó đóng cục, tại vì nó đóng cục thì nó sẽ bệt lại là nó không ngon. Rồi mình bỏ một ít muối vô, khi mà mình xào lên thì mình ăn cái vị nuôi nó sẽ đậm đà hơn, còn nếu mà quý vị không bỏ muối thì cái nuôi nó sẽ hơi lạc. Sau khi mà quý vị luộc nuôi xong theo sự hướng dẫn của cái hộp thì quý vị đem xả nước lạnh cho Phương Quỳnh nha. Tại vì nếu mà mình không xả nước lạnh thì cái độ nóng ở trong cái nuôi nó vẫn còn, nó sẽ tiếp tục nấu cái nuôi và nó sẽ làm cho cái nuôi mình bị nhũn ra. Cho nên mình không muốn cái điều đó xảy ra thì mình sẽ xả bằng nước lạnh thì nó sẽ ngừng cái sự nóng ở trong cái nuôi và nó sẽ không nóng nữa. Rồi cái nuôi này theo như mà mình xào nuôi đó thì mình sẽ luộc nó hơi cứng hơn một chút xíu so với cái loại mình thích ăn. Thường mình thích ăn hơi mềm á thì mình sẽ luộc cứng hơn một chút xíu. Tại vì khi mà mình bỏ vô chảo xào á thì cái nuôi nó sẽ nấu một lần nữa. Nếu mà quý vị luộc nuôi chín vừa tới cái mức mà mình thích ăn rồi đó, khi mà mình bỏ vô chảo mình xào thì cái nuôi của mình nó sẽ bị quá nát rồi, nó sẽ không ngon. Cho nên khi luộc nuôi quý vị nhớ dùng Phương Quỳnh là mình sẽ luộc nuôi hơi cứng hơn mình thích ăn một chút xíu, để khi mà mình xào nuôi là cái lượng nuôi nó mềm vừa đủ. Rồi bây giờ mình bắt đầu xào nuôi nha quý vị. Ở đây Phương Quỳnh có cỡ 3 muỗng canh dầu ăn mình sẽ bỏ vào chảo. Mình sẽ đảo lên cho cái chảo nó vừa nóng đều hết luôn. Ở đây Phương Quỳnh có hai cái trong lúc chờ đợi chảo nóng, là một cái mình gọi là một cái giá hoặc cái xẻng để xào nuôi với lại một đôi đũa. Thì quý vị cho Phương Quỳnh biết ở dưới khi mà quý vị coi cái video này, comment ở dưới là khi mà quý vị xào là quý vị thích xào đũa hay là quý vị thích xào bằng cái giá này. Tại Phương Quỳnh thấy bố mẹ nhà thì thường là người Việt Nam mình thì mình thích xào bằng đũa hơn, hoặc là có nhiều người thì người ta thích xào bằng cái này hơn. Thì quý vị comment vui vui cho Phương Quỳnh biết là quý vị thường xài đũa hay là xài những cái xẻng như vậy để xào nuôi nha. Thì bây giờ cái chảo của Phương Quỳnh bắt đầu nóng rồi á, là mình sẽ bỏ cái tỏi tây, cái bơ rô vô để xào trước. Mình xào cho cái này nó hơi vàng rồi á, là mình tiếp tục mình bỏ hành tây vô xào. Thì trong lúc mà đợi cái tỏi tây này cho nó vàng á, thì cái hành tây này quý vị bỏ vô xào mà mình bỏ lửa nhỏ thôi, giống như mình làm gọi là caramel onion á, để mình làm cho nó hơi mềm. Rồi sau đó mình sẽ nêm với một ít nước tương. Thì bây giờ mình đợi cho cái này nó vàng rồi mình sẽ bỏ hành tây vô. Mình đừng bỏ hành tây vô sớm quá, tại vì nếu mà bỏ vô sớm quá thì cái tỏi này nó chưa có kịp mùi thơm thì nó sẽ làm mất ngon đi cái món ăn của mình. Bây giờ nếu mà quý vị ở trong studio với Phương Quỳnh là quý vị đã hửi thấy cái mùi rất là thơm rồi quý vị, mà cái của mình bắt đầu nó đã hơi ngả vàng rồi, mình đừng có để vàng quá cái tỏi tây của mình á, tại vì để vàng quá khi mà mình bỏ hành vô nó sẽ bị khét. Bây giờ là quý vị thấy là nó bắt đầu nó ngả vàng rồi, là hồi nãy là Phương Quỳnh có nửa củ hành tây là Phương Quỳnh sẽ bỏ vô xào chung luôn. Cái này mà quý vị nào thích ăn cay đó quý vị, trong lúc mà mình xào đó mình có thể bỏ cái ớt bột vô nữa quý vị. Cái ớt mà mình hay ăn pizza mà người ta cho mình đó, mình bỏ vô thì nó hơi cay cay, tại cái ớt mà ăn pizza nó rất là cay. Thì quý vị nào ăn cay, muốn ăn cay thì mình sẽ bỏ cái ớt bột đó vào xào chung thì nó sẽ rất là ngon. Còn ở đây thì Phương Quỳnh không có bỏ cái ớt đó vô, tại vì sợ có nhiều người không ăn cay được á. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ xào cái hành tây này cho nó bắt đầu nó mềm ra. Thì quý vị thấy là Phương Quỳnh đã bỏ hành tây vào rồi. Thì bây giờ hồi nãy Phương Quỳnh có nói với quý vị là mình sẽ nêm bằng nước tương. Phương Quỳnh có chai nước tương ở đây, quý vị xài nước tương nào cũng được, nhưng mà quý vị để ý là có một số loại nước tương là người ta làm bằng xương bò, là mình ăn chay là mình không ăn được. Cho nên quý vị mua nước tương nhớ đọc cái thành phần, cái loại nào mà không có xương bò. Hoặc là Phương Quỳnh có biết có nhiều loại nước tương là người ta ghi là nước tương ăn chay luôn á quý vị, chứ mình không nghĩ là nước tương là ăn mặn đâu, nhưng mà có một số loại nước tương là người ta hầm bằng xương bò đó, là nhớ để ý khi mà mình mua.
thì Phương Quỳnh sẽ xịt luôn cái nước tương vào đây, mình xịt đều hết cho cái hành này nó vừa ăn. Thì mỗi một công đoạn Phương Quỳnh làm là Phương Quỳnh sẽ nêm, thì như vậy nó sẽ vừa ăn hơn. Tại cái nuôi này hồi nãy mặc dù là mình có nêm muối rồi nhưng mà nó sẽ vẫn hơi lạc, cho nên là mình sẽ nêm vô đây một ít nước tương. Mà hồi nãy Phương Quỳnh có nói ngay lúc đầu á là quý vị đừng có sợ là nước tương nó có mùi hay là nấu gì hết. Theo như Phương Quỳnh nấu từ hồi xưa đến giờ á là nó không có mùi gì hết đó quý vị ơi. Tại vì hồi nãy mình có bỏ cái ớt chuông vô á là ớt chuông cái mùi nó rất là nồng. Nếu mà quý vị nào ăn ớt chuông là biết là cái mùi nó rất là nồng. Rồi mình có thêm nấm và mình có thêm cà chua nữa. Cho nên là nó không có bị là cái mùi nước tương nồng quá hay là mình xạo gì mình sợ hết. Rồi hồi nãy Phương Quỳnh cũng có nói là mỗi một tuần Phương Quỳnh làm cái meal prep, cái món y chang như vậy đem đi làm á, khi mà mình hâm lên nó cũng không có bị cái mùi. Mà giống như thường quý vị nào mà kho thịt kho hay là kho cái gì có nước mắm là quý vị biết là mình không dám đem đi làm, mà tại vì khi mà mình hâm đồ ăn lên là nó bốc mùi hết. Còn cái này là nó hoàn toàn không có mùi gì hết, cho nên là quý vị cứ yên tâm mà nêm bằng nước tương. Thì bây giờ mình sẽ xào cho cái hành tây này nó mềm ra. Trong lúc mà chờ cái hành tây này chín thì Phương Quỳnh sẽ nói qua đến cái ớt chuông bell pepper. Là quý vị thắc mắc là khi nào mà mình bỏ cái ớt chuông này vô, thì cái ớt chuông này mình sẽ bỏ vô sau cùng, lúc mà mình bỏ nuôi vô rồi. Rồi mình muốn trước khi ăn là mình sẽ bỏ ớt chuông này xào nhanh thôi rồi mình lấy ra. Tại vì cái ớt chuông này quý vị có thể ăn sống được. Mà nếu mà quý vị bỏ chuông vô sớm quá đó thì cái ớt chuông này nó sẽ bị nhũn ra. Mà khi mà nó bị nhũn ra mà quý vị hâm lên ăn nó sẽ có vị hơi đắng. Tức là Phương Quỳnh đã bị rồi, là Phương Quỳnh bỏ ớt chuông vô. Giống như mình thấy những cái món nào mà trước khi bỏ nuôi là mình bỏ vô xào chung luôn. Nhưng mà đặc biệt cái ớt chuông này là quý vị đừng bỏ vô, tại vì cái ớt chuông này sẽ bị nhũn ra và nó sẽ có cái vị đắng khi nó mềm. Cho nên là quý vị bỏ cái ớt chuông này vô sau cùng khi mà mình xài. Rồi bây giờ mình trở lại với cái chảo của mình, là quý vị thấy cái hành nó bắt đầu nó hơi mềm rồi đây nè. Với lại cái tỏi tây á, là mình sẽ bắt đầu mình bỏ nấm vô xào chung. Thì hồi nãy Phương Quỳnh có nói là mình có hai loại nấm ở đây. Một cái nó gọi là King Oyster Mushroom. Rồi mình sẽ bỏ cái nấm trắng này vô. Cái nấm trắng này á, cái lý do mà tại sao Phương Quỳnh chọn cái nấm trắng này thay vì cái nấm rơm á, là tại vì cái nấm trắng thì Phương Quỳnh ăn á, thấy nó có cái độ dai. Mình ăn chay á, thì không ăn thịt, mình chỉ ăn rau củ thôi, thì cái nấm này nó có cái độ dai. Khi mà quý vị ăn vô thì giống như là mình ăn thịt gà vậy đó. Là mình sẽ bỏ nấm vô. Rồi ở đây Phương Quỳnh có cái nấm to to hồi nãy, là nguyên cái tay nấm to như vậy là Phương Quỳnh cũng bỏ vô luôn. Phương Quỳnh không có xài nấm rơm, là cái lý do tại sao là cái nấm rơm á, thường quý vị mua về nếu mà nấm khô hay nấm ướt thì nó sẽ mềm và nó sẽ dễ bị đọng nước ở trong á, nó không có ngon. Khi mà mình xào nuôi thì cái nuôi của mình nó sẽ không có khô, cho nên là Phương Quỳnh thường là xài hai loại nấm này. Quý vị nào thích xài thêm, giống như hồi nãy Phương Quỳnh nói là xài thêm spinach hay gì thì quý vị bỏ vô thêm thôi. Nuôi xào này là chay mà, thì mình tất cả những loại rau củ là mình có thể bỏ vô hết luôn quý vị. Thì ở đây là Phương Quỳnh chỉ làm đơn giản, là mình làm nhanh rồi mình đem đi làm ăn cũng được, hoặc là bữa tối. Thường mà mình đi làm về rồi bữa tối mình bận quá, mình không có thời gian để chuẩn bị nhiều, thì những cái món này là quý vị mua ngoài chợ có sẵn, là mình chỉ xào lên nấu chừng 15-20 phút là nấu xong một cái món ăn cho cả gia đình luôn. Thì sau khi mà Phương Quỳnh bỏ nấm thì Phương Quỳnh cũng sẽ nêm một ít nước tương nữa. Tại vì cái nấm nó sẽ lạc, nhất là cái nấm trắng đó, quý vị thấy cái độ dày của nó rất là dày, cho nên nó hơi lạc thì mình sẽ nêm thêm. Quý vị, Phương Quỳnh bảo đảm với quý vị là đừng sợ mặn. Tại vì Phương Quỳnh đã bị mấy lần là mình nêm hơi ít đó, là một hồi nó lạc lắm. Mà cái nuôi này là cái kiểu mà mình xào theo kiểu nuôi Mỹ á, mình không có bỏ cái gì vô thêm được trong cái lúc mà mình ăn hết. Thì mình sẽ nêm nó hơi đậm một chút. Quý vị nào muốn nêm thêm muối cũng được, nhưng mà muối thì cái vị mặn của nó sẽ cứng hơn là nước tương. Nước tương khi mà quý vị nêm nó có cái độ mặn, nhưng mà khi mà mình ăn nó mềm mại hơn. Còn muối là quý vị ăn vô là quý vị sẽ thấy mặn của muối liền. Cho nên đó là lý do tại sao Phương Quỳnh xài nước tương thay vì muối. Nhưng mà lúc sau bỏ nuôi vô thì Phương Quỳnh sẽ bỏ một chút muối vô để cho nó dằn vô thêm, cho nó đậm đà đó quý vị. Rồi bây giờ nếu mà quý vị có thấy cái chảo của Phương Quỳnh là hành cũng đã chín rồi và nấm cũng đã chín rồi. Quý vị cứ xào mà mình thấy nó vàng, nó thấm đều hết tất cả những cái
nước tương, những cái gia vị là mình bắt đầu mình bỏ nuôi vô được. Nuôi này là hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị luộc sẵn để trước đi, mình cứ luộc nuôi trước trong lúc mà mình chuẩn bị những cái món khác. Thì để Phương Quỳnh bây giờ đeo cái bao tay vô và bỏ nuôi vô trong chảo. Rồi mình sẽ xào đều cái nuôi với lại cái nấm với lại hành tây. Ở đây là Phương Quỳnh mua loại nuôi thường thôi. Quý vị nào mà giống như mình ăn kiêng á, thì mình nó có nhiều loại nuôi giống như là quýt hoặc là những cái loại thường, thì mình cứ lựa theo cái sở thích của mình thôi. Rồi giống như hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị nào mà không thích ăn nuôi thì mình có thể thay bằng pasta, những cái cọng mì Ý cũng được. Cái này là tùy sở thích của mỗi người. Thì tại Phương Quỳnh có sẵn nuôi ở đây thì mình làm nuôi. Rồi quý vị nào không thích những cái loại nuôi xoắn xoắn như vậy thì quý vị có thể thay bằng những cái loại nuôi con sò này nọ. Cái này nó dễ lắm quý vị, là mình sở thích mình thích ăn nuôi nào thì mình mua những cái loại nuôi đó về mình xào. Bây giờ Phương Quỳnh xào cho cái nuôi nó đều lên ha. Rồi hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị mua một cái hộp roasted tomato, là giống như là cái cà chua mà nó hơi nướng lên á, thì mình xài cái này cũng được. Phương Quỳnh là thường mà Phương Quỳnh nấu mỗi tuần á, mình ngán cái này thì mình sẽ mua cái sun dried tomato, thì hoặc là mình tự cắt cà chua bỏ vô cũng được. Nhưng mà hôm nay là để có thể tiết kiệm thời gian thì Phương Quỳnh mua cái này. Thì trong cái hộp này quý vị mở ra đó, nó có hơi nhiều nước, thì Phương Quỳnh chắc bớt nước tại vì mình không muốn cái nuôi của mình nó bị nhão quá đó quý vị. Thì quý vị giống như chỉ lấy những cái cà chua ở đây thôi, mình lấy bớt nước lại. Nếu mà quý vị có thể thấy là còn rất là nhiều nước ở trong cái hộp, Phương Quỳnh chỉ vớt những cái cà chua ra và để một ít nước. Thì mình cũng không muốn là cái nuôi mình nó khô quá thì mình ăn nó cũng không có ngon. Mình muốn là nó cái độ mềm của nó vừa tới, không bị nhũn quá mà cũng không bị khô quá. Thì bây giờ mình có cái tô đây thì Phương Quỳnh sẽ bỏ vô xào chung luôn. Bây giờ quý vị thấy bắt đầu là cái chảo của mình là có bắt đầu có nhiều màu sắc hơn rồi, mình có màu vàng của nuôi nè, rồi mình có màu đỏ của cà chua. Một hồi sau khi mà mình gần ăn thì mình lại có thêm màu xanh của cái ớt chuông nữa quý vị. Một cái món ăn rất là có lợi ích cho sức khỏe mà nhiều màu sắc nữa. Mà cái này á, là hồi nãy Phương Quỳnh có nói là Phương Quỳnh đem đi làm á, là Phương Quỳnh nấu xong rồi Phương Quỳnh sẽ để vô những cái hộp đem đi làm á, những cái Tupperware đó quý vị. Mình cứ để vô cho nó nguội rồi mình đóng vô, mình để vô tủ lạnh. Thì một tuần Phương Quỳnh làm 5 hộp như vậy, tức là Phương Quỳnh sẽ đem đi làm, tại vì làm 5 ngày trong tuần thì mỗi một ngày mình lấy ra ăn. Thì cái này nó không có cái gì bị thiêu hết, mình cứ bỏ vô tủ lạnh rồi mình hâm microwave 3 phút là mình có thể ăn được rồi. Là mình vừa có thể tiết kiệm tiền nè, tại vì cái này mình đi chợ những cái đồ này mua rất là dễ, không mắc mà có ích cho sức khỏe, tại mình nấu ở nhà nữa, rồi có thể tiết kiệm tiền cho mình nữa. Thì tại sao mình không bỏ 15-20 phút mỗi buổi cuối tuần hoặc là buổi tối để nấu cho gia đình ăn, vừa có ích cho sức khỏe mà vừa tiết kiệm tiền nữa quý vị. Thì bây giờ Phương Quỳnh xào cỡ thêm 2-3 phút nữa cho tất cả những cái gia vị nó thấm đều với nhau. Thì ở đây Phương Quỳnh bỏ một chút xíu muối như vậy thôi, mình đừng bỏ nhiều quá. Thì hồi nãy Phương Quỳnh có nói là mình bỏ thêm vô cho nó đậm đà hơn cái nước tương một chút xíu. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Khi mà quý vị đã thấy là nó chín rồi mà mình bắt đầu là mình chuẩn bị đem ra đĩa để ăn rồi đó, là bây giờ mình bắt đầu mình sẽ bỏ ớt chuông vô, là mình bỏ hai loại luôn. Quý vị thích ăn cái màu nào quý vị mua nha. Phương Quỳnh có thấy nó có bán cái màu cam nữa, nhưng mà tại vì cái màu cam á, cái độ giòn nó không có giòn như cái màu xanh với cái màu đỏ, thì Phương Quỳnh thích ăn cái màu xanh với cái màu đỏ hơn. Mà quý vị có biết không là cái bell pepper màu xanh với màu đỏ là có rất là nhiều vitamin ở trong đó. Cho nên mình ăn chay, mặc dù mình ăn chay không có thịt, nhưng mà với những cái rau củ này là cũng bổ sung khá là nhiều vitamin cho mình rồi đó quý vị.
Bây giờ Phương Quỳnh xào lên cho cái ớt chuông này nó hơi chín, chứ mình cũng không muốn là nó ăn sống quá. Mình xào lên tại vì cái độ nóng của cái chảo nó vẫn còn á, là nó sẽ có thể giống như một cách là hấp cái chữ ớt chuông này của mình cho nó chín rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, bây giờ mình đã có một đĩa nui thật là ngon lành rồi quý vị. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi với Phương Quỳnh món nui chay ngày hôm nay. Phương Quỳnh hy vọng là quý vị có thể làm cái món này ở nhà, đặc biệt là mùa hè sắp tới rất là nóng nực, thì cái món này có những rau củ và nấm có rất là có ích cho sức khỏe và có thể tiết kiệm tiền như hồi nãy Phương Quỳnh đã nói. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.